Tôi Trần Văn Học, tôi ở thôn 2 xã Mỹ Đức, Đà Tẻ, Lâm Đồng. Cái vườn này là tôi đang xài sử dụng là cặp đôi này, Vinco 79 và cái Bigger này, Vinco Bigger này. Thì tôi đánh giá là cái độ lên cơm mà nặng ký là chắc nó ở cái này. Yeah. Ở cái Bigger này. Cơm rất là vàng. Yeah. Và cũng cảm nhận nó nặng ký mà ăn rất là thơm ngon mùi đấy. Cái này nói chung các công ty khác nó cũng có thành phần giống ở đây. Yeah. Nhưng mà khả năng là cái bên công ty này nó có một cái đặc biệt riêng. Yeah. Là khả năng nó là dung dịch chiết xuất từ gạo đứt lên men gì đó, khả yeah. năng nó có một cái đặc biệt riêng của nó. Yeah. Thì tôi cảm nhận là cái chất lượng cơm nó rất là ok. Yeah. Thời điểm mình sử dụng sản phẩm Vinco 79 và Vinco Big là vào cái giai đoạn nào ạ? Cái Vinco Big này là tôi, nói chung là tôi cũng không, đầu tiên tôi không biết đâu. Thì tôi cũng trao đổi chỗ chú Hoàng bên công ty ấy. Yeah. Thì chú nói là cái tầm ký rưỡi thì đưa vào là vừa. Yeah. Thì bắt đầu ký rưỡi là tôi đưa vào. Yeah. Là tôi đưa vào đến lúc thu hoạch thì thôi. Yeah. Đó. Trước lúc nào lúc thu hoạch là tôi mới không đưa được. Còn là mà hai cặp này lúc nào đi với nhau hết. Yeah. Thời gian nuôi trái. Yeah. Thì cái Vinco 79 này mà một mình nó ấy, thì nó phát hiệu quả hơi kém. Yeah. Đấy, nó phải hỗ trợ cả cái này vào nữa. Yeah. Nó mới tăng cái khả năng của cái thằng này lên. Yeah. Đó. Cái này là nói chung là nó đăng ký là của nó là có canxi, thành phần canxi ấy, nó 12%. Yeah. Nên nó làm cho cái da sầu riêng là nó rất là cứng. Yeah. Lấm bệnh nó hạn chế. Yeah. Chất lượng cơm rất là ngon. Yeah. Nói chung cặp này năm nay tôi sử dụng là tôi cảm nhận thấy là ok, ngon. Yeah. Nói chung là cho anh em ăn, là bán cho dân là họ ăn. Năm nay sầu riêng nhất là cái G6 ấy, là cơm rất là vàng. Yeah. Thì là tôi là yên tâm là chắc sang năm là tôi là vẫn cứ là xài của công ty Việt Đông này. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chú.